về Phật pháp, mà cũng là ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 10 thì cũng có chư Phật tử tề tụ tại tỉnh Xá Ngọc Vân đây để chúng ta học về bài kinh 66 trong lần thứ ba. Tức là hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề đạo Phật, mà cái khắc khoải của tất cả người tu, nhất là của tôi, về vấn đề đạo Phật và các tôn giáo bản thời Đức Phật, hay đúng ra là giữa sự giải thoát của đạo Phật và vấn đề lẫn quẩn người trời mà từ xưa giờ chúng ta hằng khắc khoải, hay nói khác là vấn đề sanh tử và vấn đề cải sửa sanh tử và vấn đề chấm dứt sanh tử của đạo Phật, hay nói cách khác nữa là vấn đề nghiệp đã dẫn dắt chúng sanh trong dòng luân hồi sanh tử và vấn đề cải sửa nghiệp, tức là chuyển nghiệp mà 62 tôn giáo bạn thời Đức Phật và ngay bây giờ dường như cũng vậy thôi. Thì Thái tử Siddhartha không dự ý và cuối cùng ngài tìm ra đạo Phật trong cái bài kinh Sa Môn Hống, Sư Tử Hống, là từ đó mới có tứ sa môn quả, tức là mới có đạo Phật, là không những nghiệp chuyển nghiệp mà đây là phi nghiệp, tức là chẳng còn nghiệp nữa, mà không nghiệp thì tức là không đầu thai nữa, không còn tái sanh nữa. Mà không còn tái sanh không có nghĩa người ta hiểu lầm là không ở trong đời này nữa, tức là vào niết bàn tịch tịnh. Thì theo đạo Phật cái đó là một cái lầm rất lớn. Không tái sanh đây có nghĩa là không còn dính mắc vào tam giới nữa, chứ không phải là bỏ tam giới theo cái nhìn của Đại Thừa. Cái đó chúng ta phải hiểu. Mà nếu ở trong tam giới mà không dính mắc thì cái đó từ xưa giờ chưa từng ai dám nói tới. Chỉ có mình Thái tử Siddhartha sau 49 ngày nhập định thì ngài mới tuyên bố là từ nay có đạo Phật, mà trước kia chưa từng có, và mãi mãi về sau này thì chúng ta thấy thời buổi này dường như đạo Phật cũng đã mất rồi, cũng đã mất rồi. Thì tôi mới cố gắng trăn trở để tìm lại. Tôi cũng không dự ý với tất cả cái sự tu hiện tại, tức là tất cả pháp môn đều là dối gạt thôi. Dối gạt đây không phải là sự lừa đảo, mà dối gạt đây là cái trợ duyên để giúp đỡ chúng ta đi tới giải thoát. Nếu chúng ta dừng nghỉ ở đó thì trong đạo Phật thường kêu là giới cấm thủ, thì dứt nhập lưu là dứt được cái giới cấm thủ đó. Thành ra đây tôi mới giảng 15 mạng chúng sanh theo trong kinh đó, thì cái truyền thống hồi xưa giờ có 10 pháp giới thôi. Thì tôi thấy Minh Đăng Quang khất sĩ đó mới kêu là 13 pháp giới, thì tứ thánh là nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, vô sanh la hán là tứ thánh, rồi bích chi, duyên giác, bồ tát. Nhưng mà bên đại thừa gồm nhập lưu, nhất lai, bất lai, la hán có một thôi, kêu là thinh văn. Duyên giác, bồ tát có ba. Thì tứ thánh này gồm vô thì có bảy, có bốn phần thôi. Thì sáu đường lục đạo nữa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người trời, là sáu lục đạo từ xưa giờ. Với tứ thánh nữa là thinh văn, tức là nhập lưu, nhất lai, bích chi, kêu gồm lại một, kêu là thinh văn, và bích chi, Phật, Bồ Tát và Như Lai, có bốn đường nữa là sáu với bốn là 10, kêu là 10 pháp giới. Thì Minh Đăng Quang thấy A-la-hán mà nhập lưu, nhất lai, bất lai bỏ thì ngài thấy nó khó khăn lắm. Không phải một cái mà từ người trời nhảy lên A-la-hán được như mà Thiền Tông đã tuyên bố. Thì không phải là sai,
Nhưng mà căn cơ thượng đó thì được, còn trung với hạ là không làm được, nhất là thời buổi này. Thì ngài mới kéo thêm nhập lưu nhất lai bất lai ba ba bậc này vô nữa, thành ra 13. Mà ngài không kêu là pháp giới, vì cái pháp giới đó nó mông lung quá. Ngài kêu là chúng sanh. Chúng là chung, sanh là sống, là mọi người sống chung. Thì cái danh từ này tôi thấy nó bình dân mà nó dễ hiểu mà nó rất là hay, thì tôi mới dùng chữ chúng sanh. Thì tôi thấy sư trưởng nói vậy thì ngài dồn cái cõi người trời dục giới sắc giới vô sắc dùng có một thôi. Mà tôi thấy thời buổi mạt pháp này chẳng những nhập lưu nhất lai bất lai dùng tứ thánh dùng có một, sư trưởng thấy khó, mà tôi thấy người trời cũng khó. Cái gì ở năm giới lên tám giới là cả một vấn đề. Như ở đây đó tôi thấy con số là bốn mấy năm rồi tôi xuất gia, tới bây giờ cũng còn năm giới à. Mà tám giới lên 10 giới, 10 giới chưa phải là xuất gia nha. 10 giới mà đắp y sa di là phải hành tứ y pháp đó. Còn không là kêu là cõi trời vô sắc giới, là cư sĩ trọc đầu. Lúc là bây giờ cạo tóc rồi đấy, mặc áo vàng chứ chưa có đắp y được. Thì thôi đại khái là như vậy. Thì tôi thấy là từ năm giới tiến qua tám giới, tám giới tiến qua 10 giới rất là khó khăn. Khó khăn chẳng những trên giới luật mà trên vấn đề định nữa, tức là vấn đề tu tập. Bây giờ đạo Phật nó có ba giới, nó đi liền với định, giữ giới cho kỹ thì tập trung mới lâu mới sâu được. Rồi nếu tập trung cái định lực cho mạnh thì mới có cái tư tưởng trong sáng, mà tư tưởng trong sáng mới thấy rằng tư tưởng là bất lực trên con đường giải thoát. Quý vị nên nhớ chỗ đó, tư tưởng có trong sáng, có kinh nghiệm dồi dào, có cái mánh lưới đa dạng thì nó mới thấy rằng nó bất lực trên con đường giải thoát. Bây giờ nó mới nhận được cái bất tử, nó lặng lại, nó không còn, chúng ta kêu là nhiều chuyện nữa, nó không còn xí soạn nữa, không còn bài vẽ nữa. Thì bây giờ nó im bặt thì cái bất tử mới hiện ra, tức là niết bàn, hay còn kêu là bất tử, hay còn kêu là Phật tánh gì, muốn kêu gì đó kêu. Thì ở đây tôi xin trùng tiên lại những cái lớp thấp mà Đức Phật có giảng, tức là vốn đường ác thì chúng ta đã học qua rồi, thì chúng ta đi vào chi tiết đấy thì chúng ta cũng đã giảng qua rồi. Bây giờ tới bốn đường thiện thì tôi thấy giữa người trời dục giới là năm giới, người là ba giới, mà tiến lên tám giới là trời sắc giới, thì cả một vấn đề đấy. Quý vị đây chưa làm được, mà hồi xưa giờ tôi giảng cũng không chạy nữa. Tôi không hiểu trời dục giới tu làm sao mà trời sắc giới tu làm sao. Giờ tôi mới coi lại cái kinh Sa Môn Quả đó, thì tôi thấy trong đó Đức Phật ngài đưa ra rất là rõ ràng. Nhưng mà cái độc đáo của kinh Nguyên Thủy đó là không có giải thích. Còn cõi người trời là tập tu tứ thiền. Tôi đã từng nói rồi mà, tập tu là sao? Tức là diệt trừ năm triền cái. Khi mà diệt trừ năm triền cái rồi bắt qua đầu mới qua tám giới được. Cái đó là người trời, ba giới và năm giới. Cái này là sư trưởng giảng rành trong bài Lục Căn đấy. Người là ba giới, trời dục giới là năm giới. Nào, người là ăn 6 ngày trai, trời dục giới năm giới là 10 ngày trai. Thành ra tôi bây giờ ở trường giới là tôi bắt buộc phải 10 ngày trai, còn không được thì thôi đừng có thọ. Tôi đã nói mấy lần rồi, ai không được thì có quyền rút lui. Nhưng mà nói là nói, bây giờ nãy tôi mới gặp ông thiện nam nào đó cũng là thọ giới của tôi. Hứa 10 ngày trai và ăn có 2 ngày. Tôi chán nản đấy, tôi thấy là thất bại. Mà đã hứa rồi, tôi đã nói trước rồi, nếu thọ không được thì có quyền xuống. Còn đã thọ thì cố gắng giữ. Mà ông cứ đổ thừa bị tại vì bởi, tôi nói ông đừng có đổ thừa, nếu không được ông đừng có thọ. Bữa đó tôi đã có nói rồi, nếu thọ giới đó thì tất nhiên phải 10 ngày trai, ai mà nắm giữ không được thì rút lui. Chứ đừng có bị tại vì bởi, tôi không chịu vấn đề đó.
Con người ai cũng có ý chí hết đó. Chính ý chí quyết định vấn đề gian sanh, quyết định vấn đề sanh và cõi trời. Mà không ý chí thì tu làm chi nữa. Mà ý chí là do ai? Phải do tự lực mình thôi. Mình là năm mươi mấy tuổi rồi đó. Mà cái đổ thừa tôi hỏi ông bao nhiêu tuổi? Năm mươi mấy rồi, hơn nửa đời người rồi mà không chịu tu. Nó đúng tuổi ông là phải chay trượng. Bây giờ 10 ngày không nổi ăn có 2 ngày. Nó để con từ từ sư. Con từ từ gì? Nó lọt thiêu nó đợi ông chứ từ từ cái gì nữa. Nó tôi thấy bây giờ phải đi thẳng à. Ai tu thì tu, không tu thì thôi. Đã tu tu trót, không thì thì thôi. Dở dang nào có hay gì. Bây giờ cái thời buổi nó đã tới rồi. Nó cận kề là tận thế, tận tất cả cái sự mà ham dục của mình rồi. Thế mà con người còn đổ thừa, bị tại gì bởi vậy? Tôi thấy là con người không có ý chí. Thì tôi còn tu gì nữa? Và tôi thấy bây giờ cứ đi thẳng à, ai tu được thì tu, không được thì thôi. Mà nói mấy người xuất gia cũng vậy, có người vô đây rồi thời gian hưởng phước hết rồi ra đời thôi. Tôi cũng không cản nữa, tôi thấy bây giờ hãy tu được thì tu, không được thì thôi. Mà trở lại là tôi không nhận nữa. Có đây không phải là cái chợ để mình vô mình chơi, rồi mình muốn ra là ra, rồi muốn vô là vô. Mấy ông vô đây con quả rồi ngủ đêm cũng vậy. Chỉ thấy đây thanh tịnh là vô thì thôi vậy đó. Nhà tôi bây giờ tôi bắt đầu thấy hơi khó mới được. Chứ dễ dàng quá rồi, không coi đạo Phật không có gì hết. Thì thôi giờ chúng ta trở lại. Thì tôi bắt đầu giờ. Thì tới đó có thể là sau khi trả về vấn đề huệ năng quyền giác vừa đạt ma lương giới đế xong, thì chúng ta bắt đầu trả bài kinh 66 đấy, tức là trả 15 hạng chúng sanh. Nó nằm trong đó. Quý vị phải đi qua cái đó quý vị mới qua tứ thiền được. Thì hôm nay tôi xin giảng về vấn đề người trời dục giới và trời sắc giới. Nhưng mà ở đây người trời dục giới trước, tức là diệt năm triền cái. Mà hôm trước tôi giảng hơi lẩn quẩn, hơi lộng cổng. Tôi có tu, tôi qua cái đó. Nhưng mà đó không có kinh, tu mù thôi. Cứ nhắm mắt mà tu. Đó có ai dịch kinh Pali đâu. Và Thượng Minh Châu còn đang học ở Ấn Độ. Bây giờ ngày về ngày dịch thì coi lại là tôi đi qua. Nhưng mà không thông giáo pháp. Tôi phải coi tới coi lui nghiền ngẫm hoài kinh Sa Môn Quả mà vua A Xà Thế. Sau khi hỏi sáu tôn giáo, hồi thời Đức Phật là sáu đạo á, sáu tôn giáo lớn nhất về vấn đề kết quả của một vị xuất gia. Sau khi xuất gia rồi sẽ đi đến đâu? Và con đường tiến triển như thế nào? Thì sáu giáo chủ trả lời không chạy. À, sẽ thấy là ta độc đáo à, trước là tu tiên đó, thành ra con đường tu tập ông cũng rành lắm. Ông dí thì mấy tôn giáo, mấy giáo chủ khác trả lời không được, không thỏa mãn cái mục đích của người xuất gia. Xuất gia rồi phương pháp tu như thế nào và diễn biến như thế nào, và cuối cùng sau khi chết cái đạo quả niết bàn đi đến là như thế nào. Thì tới Đức Phật ngài trả lời, ngài trả lời tới 13 giai đoạn. Tôi không nhớ nhưng mà tôi thích nhất đó là cái giai đoạn mà năm triền cái. Thì bắt đầu mới bước qua nhập tứ thiền, sắc giới và tứ không. Rồi mới qua thần thông. Tức là một thân quá hiện nhiều thân quá hiện vào một thân. Thì cái này tôi cũng không rành. Rồi mới qua năm thông. Thiên nhãn, thiên nhĩ, tức là năm căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Rồi cuối cùng mới bắt đầu quán về tứ diệu đế. Năm thông là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tức thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần, túc, túc mạng. Còn lậu tận không có. Cái này tôi nghi rồi, đó là A Nan chỉ cho Đề Mà Đạt Ba. Rồi cuối cùng mới đi sâu vào tứ diệu đế, rồi mới diệt các lậu hoặc. Thì mới có lậu tận thông, tức là đắc quả la hán. Thì mấy cái tu thần thông này tôi thấy ông kinh không có nói rõ. Tôi muốn tìm coi tu làm sao đây. Cái tâm nhu nhuyễn, rồi hướng chú tâm, hướng tâm
đến thiên nhãn rồi, đắc thiên nhãn, biết chú tâm hướng tâm là hướng cái chỗ nào. Nhưng mà bên tiên thì tôi rành, nữa sau này tôi giải về bên tiên, nó có những cái quyệt năm thần thông này bên tiên thì rất rành. Cái quyệt của thiên nhãn nó ở đâu? Thường thường là ở giữa hai cái chân mày đó, đó là cái quyệt của thiên nhãn. Khi mà tập trung vào đó thì con mắt thứ ba, chứ không phải hai con mắt này, nó khai mở, thì người ta có thể nhìn các cõi trời, nhìn xa hàng ngàn hàng triệu thước. Còn ở trong kinh Đạo Phật thì nhìn thấy chúng sanh tạo nghiệp gì chết sanh về cõi đó, rồi sẽ tạo nghiệp gì sanh về nữa, trước là thấy về. Tương lai, thấy về tương lai. Thành ra trong kinh cuối cùng mà vị đắc quả nó có tam minh thôi. Thì cái đó chúng ta sẽ nói sao? Tam minh lục thông. Tam minh là thiên nhãn minh, thấy về tương lai. Rồi túc mạng minh, thấy về quá khứ. Quá khứ mình chết một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, ngàn kiếp. Đức Phật thấy vô lượng kiếp. Còn Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên thấy có 500-700 kiếp thôi. Nó khác nhau chỗ đó. Rồi lậu tận minh mới là độc đáo đó, tức là thấy tất cả chúng sanh không còn rỉ sót những cái dính mắc gì hết, bất cứ cõi nào ngài cũng có thể làm bộ vào đó hết. Tôi thích chữ làm bộ, tức là trong kinh kêu là thị hiện hoặc là nhậm vận hoặc là tự tại. Thôi chúng ta bỏ qua đi, nó những danh từ để diễn tả. Bây giờ chúng ta trở lại. Thì hôm nay tôi giảng về năm triền cái của cõi người do trời dục giới. Nó ảnh hưởng tới tứ thiền. Nhờ cái đó chúng ta, năm triền cái với tứ thiền nó giống hệt, nhưng mà nó khác. Năm triền cái là quý Phật tử bây giờ đừng bị cái đó đó. Tức là chúng ta niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, thì đó kêu là tầm sát. Khỏi cần niệm Phật nữa, vẫn có tiếng niệm Phật phát ra, thì cái này kêu là hỷ. Thì cái này là thuộc về năm triền cái chứ chưa có nhập thiền. Khi nào nó sự liên tục á, cái này có thể 5 phút, 10 phút, 1 tiếng, 2 tiếng rồi nó mất. Còn khi nhập đó, chúng ta điều khiển cái tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng, có thể 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 7 ngàn năm. Thì chúng ta không còn ăn uống nữa, không còn đoàn thực nữa, mà chúng ta là xuất thực. Thì cái đó chúng ta sẽ học sau. Bây giờ chúng ta học năm triền cái trước. Mà tôi thấy không có kinh sách nào giảng mà một cách sáng tỏ về năm triền cái này. Triền cái này thì bên năm tông thích giảng nhất, nhưng mà các ngài giảng dường như là cái hiểu biết tôi là không đúng, không đúng với cái cách giảng của tôi. Thì thôi giờ tôi nói theo cách giảng của tôi thôi. Quý vị có rảnh thì coi mấy cái kinh năm tông thì sẽ thấy cách giảng khác. Nhưng mà tôi thì tôi không quan trọng là khác không khác, tôi quan trọng làm sao sáng tỏ thôi. Tôi cái tánh tôi thì cứng vậy đó, cái gì sáng tỏ mà áp dụng vào trong đời sống mình, thực hành được và đem lợi lợi ích cho mình thì cái đó là đúng. Thành ra giàu có Đức Phật bây giờ cũng vậy, mà tôi thấy trong kinh thì sao lại giảng ngược, giảng cái tham dục trước. Còn tôi thì theo năm truyền cái đó thì tôi thấy là tầm sát hỷ lạc, thì tất nhiên phải là hôn trầm hoài nghi trước. Rồi mới tới sân, mới tới trạo cử, tôi thì xích tiểu phóng dật, và mới tới tham dục. Còn trong kinh thì tham dục trước, mà không biết ngày dịch có ngày sau thì mình không biết. Tôi không quan trọng, mà tôi cũng không ngán kinh, không ngán Phật gì hết đó. Tôi cứ làm sáng tỏ thôi. Thì quý vị thông cảm cho tôi chỗ đó, thấy không? Thì trong kinh năm triền cái thì chúng ta năm ngũ triền cái, ngũ là năm, triền là liên tục, cái là che đậy, do nó che đậy cái chân tâm của mình một cách liên tục, thành ra kêu là năm triền cái. Cái thứ nhất là hôn trầm hay là thụy miên, hai cái này dùng một thôi. Thì hôn trầm đó tức là mê mờ, nửa tỉnh nửa mê, nửa biết nửa không biết. Còn thụy miên là ngủ gục, không còn biết gì hết. Mà đó tôi không mấy biết cách giảng, hay nói một cách sáng tỏ nữa. Thụy miên tức là chúng ta kêu là trần,
hay là khoa học kêu là vật lý, đó là thủy miên ngũ ngục đó, không có cái biết, không có sự sống. Còn hôn trầm đó là căn, tức là sinh lý, căn là có sự sống. Mà khi có sự sống thì cái cảm giác ngạ quỷ nó mượn cái đó để nó có cái biết lờ mờ, thành nó có lúc biết, có lúc không biết, thì cái đó kêu là hôn trầm. Quý vị nào ngồi thiền để ý coi, ngồi chút xíu ngồi gục xuống vậy cái rồi không biết trời đất gì hết, đó là vật lý đấy. Còn khi mà ngồi tỉnh dậy nhưng mà chưa tỉnh, nó lờ mờ, dường như nghe có tiếng động mà tiếng gì thì không biết, nghe có tiếng mà không biết tiếng gì, rồi mờ mờ mở mắt ra thấy dường như có hình mà không biết hình gì, rồi nếu có lỗ mũi thì ngửi có mùi mà không biết mùi gì. Quý vị phải để ý trong đó rồi mới biết con người mình, nếu không biết là quý vị không qua quả nhập lưu được. Còn quý vị biết lờ mờ thì quý vị có thể chạy trốn lên cõi trời, cõi người. Còn không biết gì hết thì đang ở bốn đường ác. Mình phải để ý, thành ra đạo Phật nó rõ ràng mà mình không hiểu nó. Thí dụ như quý vị ngồi thiền chút xíu, quý vị gục xuống một cái, không biết trời đất gì hết, thì cái này nó giống như một vị A-la-hán á, thành ra nó khó. Giống như tứ thiền của sắc giới. Rồi sau chúng ta trở đó rồi chúng ta sẽ giảng trở lại cái này. Giờ chúng ta để ý tới địa ngục, hôn trầm và thụy miên. Thì hai cái này thường thường dùng một. Mà muốn dứt cái này đó thì chúng ta phải niệm Phật đếm từ 1 tới 10, hoặc là hơi thở 40 đề mục lắm. Mà đúng là cả ngàn, cả triệu đề mục. Nhưng mà trong kinh thường thường được 40 đề mục. Nhớ niệm hơi thở. Ở đây tôi giảng cũng có nhiều nhà sư bây giờ đang hôn trầm với đang ngủ gục đấy. Ngồi để ý gục xuống một cái vậy là không biết gì hết rồi. Cái đó thứ nhất là phải mở mắt ra. Thứ hai là phải lắc lắc cái mình cho nó tỉnh lại. Cái thứ ba độc đáo nhất là hít thở sâu xuống tới dưới đúng. Rồi thở ra chậm rãi. Vài cái vậy mà hơi thở đi. Tôi tiên là cái đó hay nhất. Hơi thở mà thông rồi là không có mê nữa. Thành ra theo hơi thở là cái hôn trầm này dễ trừ. Còn nếu chúng ta niệm Phật cũng được mà không bằng hơi thở. Hơi thở là một trong 40 đề mục, niệm Phật cũng là một trong 40 đề mục. Nhưng mà niệm Phật bên Nam Tông, bên Thiền thì mục đích không phải là cầu vãng sanh để trừ hôn trầm thôi. Rồi bên tịnh độ thì trừ luôn, mà mục đích là để vãng sanh về xứ cực lạc của Phật Di Đà. Thì chúng ta để ý niệm Phật đếm từ 1 tới 10, mà hễ nó đếm tới 3 tới 4 nó quên rồi thì phải kéo trở lại một rồi. Là gì? Quên là hôn trầm. Còn không biết mà đếm tới đâu nữa đó là ngủ gục. Ngủ gục với hôn trầm nó hơi khác một chút. Hay nói đúng, ngủ gục là vật lý, hôn trầm là sinh lý. Chúng ta nói vậy là chúng ta dễ hiểu hơn. Những người có học khoa học đó thì hiểu được. Rồi nếu muốn trừ cái đó thì phải niệm Phật đếm từ 1 tới 10. Mà khi tỉnh táo rồi, niệm 100 lần, 1.000 lần mà không bao giờ ngủ gục, không bao giờ hôn trầm nữa, thì chúng ta qua cái thứ hai là niệm Phật khỏi đếm. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Thì nếu mà nó quên nữa thì phải trở lại giai đoạn thứ nhất. Nhưng mà nếu mà niệm 1.000 tiếng, 2.000 tiếng, 3.000 tiếng mà nó vẫn tập trung vào câu niệm Phật được thì đó kêu là sát. Sát hay là tứ, tầm tứ. Sát là theo dõi, tứ cũng là theo dõi. Thì trong kinh có cái thí dụ đó, giống như con ong mà nó bay đi tìm cái tổ nó, tìm cái mục đích này mà. Thì nó đi thẳng một đường tới. Để nó đi lạc là nó phải quay trở lại đi thẳng về cái tổ nó. Thì cái đó kêu là tầm. Tầm là kiếm. Mình mất con trâu, mình đi kiếm trâu. Thì trong kinh cũng có vấn đề trăn trâu đó. Mất con trâu là phải kiếm nó. Hay con trâu mà đi xuống ăn ruộng lúa người ta là phải kéo nó trở lại. Bị nó quan. Mình con người mình nó quan đàng quen rồi. Suy nghĩ tùm lum. Hồi nãy kêu có ông đó có lợi tôi vậy đó. Hỏi coi sao con niệm Phật mà nó suy nghĩ tùm lum con.
con chán quá, con làm không được, bây giờ sư chỉ cho con coi làm sao để hết cái đó. Mà muốn được vậy thì trước tiên là phải giữ giới. Rồi tôi nắm cái gốc tỏi, ông có ăn chay không? Nói có. Rồi tôi hỏi ăn chay mấy ngày, nói 2 ngày. Tôi hỏi ông thọ giới chưa, nói rồi, sư đặt pháp danh cho con. Tôi nói tôi mà đặt pháp danh tại sao lại có 2 ngày? Ông nói từ từ chứ, tôi nói không có. Tôi mà đặt pháp danh tôi đã dặn rồi, ai từ từ thì đi xuống. Ai nhất định là có pháp danh là phải 10 ngày thôi. Mà bây giờ ông vậy là ông phạm 2 giới, một là không tu hay là nói dối Tam Bảo. Phật Pháp Tăng hứa với tôi đàng hoàng, kỳ sau này tôi truyền giới là tôi không có đồng ý là 2 ngày, phải ăn 10 ngày được thì thọ, không được thì thôi. 50 mấy tuổi, hỏi ông bao nhiêu tuổi, 50 mấy tuổi rồi mà như vậy nữa rồi làm sao? Chúng ta tu mà chúng ta coi cái tu nó là tầm thường thì làm sao? Chúng ta phải biết rằng cái cuộc đời này chỉ có vấn đề sanh tử là việc lớn nhất. Bỏ hết tất cả, dù mà kiếm tiền giàu sang quan quyền vua chúa rồi cũng không bỏ được cái chết. Người đi rồi lần sang phiên ta, mình thấy kẻ chết mình khóc kẻ chết, không phải là thương kẻ chết mà thương cho mình. Rồi đây mình cũng đi xuống dưới đất thôi, cũng dòng lò thiêu thôi. Rồi chừng đó ai cứu mình, chứ còn mình thôi. Rồi chúng ta bây giờ cứ lo ăn mặc ở bệnh, lo từ từ rồi cái vô thường tới mình. Tôi đang ngồi đây tôi chết liền tại đây được không? Đó là vấn đề dễ dàng tốt. Một con hẹn nữa là làm sao? À, tôi thấy là con người bây giờ sao mà nó quá tệ, nó đúng là quá tệ. Con người bây giờ là một con người liều mạng, tôi mới nói vậy đó. Tôi thấy có người biết là chết chứ, nó đọc chứ, nhưng mà báo mà nó đăng cái vụ mà người gà dịch được cúng nó, thì lên trển hỏi mấy ông ở chợ lớn đó, nó nhậu nhẹt, nó ăn thịt gà xếp phai, ăn gà quay là gì nó ngon dữ lắm. Rồi hỏi mấy ông không biết gà cúng, nó dư biết. Dư biết tại sao dám ăn, trời kêu ai nấy giả. Chết tới thì chết chứ, không có gì, chết là hết mà. Hết không? Tôi giờ hỏi nhiều người cũng nói chết là hết. Tu cũng chết mà không tu cũng chết. Có nói liều mạng. Rồi tôi mới hỏi ông thấy bằng gì, nghe bằng gì? Nó thấy bằng mắt, nghe bằng tai. Người chết có tai có mắt không? Tại sao không thấy mà tại sao không nghe? Mình phải hiểu có nói chứ. Ánh sáng của bóng đèn là gì? Là do bóng đèn. Bóng đèn đứt là ánh sáng mất luôn. Đâu có vụ đó. Sao mà con nít quá vậy? Mình thờ ơ quá. Chúng ta phải hiểu cái đó. Bây giờ nó trở lại. Thành ra chúng ta phải cố gắng. Nếu mà niệm Phật không được nhất niệm, mình phải trở lại coi mình có giữ giới hay không. Giới cho kỹ thì mới đưa tới cái định được. Vì đây là cái định. Mà định nó ăn liền với giới. Muốn nhập thiền, sơ thiền, nhị thiền, tầm sát, hỷ lạc thì phải 8 giới. Mà tôi thấy đa số quý vị không có nhập thiền được. Mà 8 giới thì gì? Bớt làm, trường trai tuyệt dục, vợ chồng là coi như đôi bạn thôi chứ không còn là chung trạ chung ngủ nữa. Rồi từ nay là mới có cái sức lực, mới có cái sự rảnh rang. Muốn tu là đời sống phải giản dị. Bây giờ quý vị có giản dị không? Vô số vấn đề. Nhất mình lại thêm một cái mà karaoke, cái điện thoại di động nữa, rồi đủ thứ tiện nghi hết. Dồi dào tiện nghi, dồi dào hưởng thụ. Càng hưởng thụ chừng nào quý vị càng kẹt vào cái vật chất chừng ấy. Thì trong kinh nói đồ vật chất thôi đừng tạo sống, cõi đất bùn sai đắm làm chi, giàu sang là càng nặng kéo trì, tiếc thương lưu luyến dứt đi đặng nào, sao bằng đặng bước vào thiền giác mà thể không không giải thoát dạ nhã. Ai mà biết sống đời sống giản dị thì một tháng cứ có ăn thôi chứ đâu có làm gì. Ăn mặc ở bệnh, 4 cái là quan trọng nhất cho đời sống chúng ta, còn ngoài ra là xa xỉ hết. Ăn thì phải đơn giản, tức là ăn chay thì đâu có tốn kém gì, ăn đủ đồ lành đừng có bệnh. Có người thì lại nói ăn chay trường bệnh, nó nói là nó ngược không.
Chúng ta vô nhà thương, có như người bệnh là ăn chay trường hay là ăn mặn, ăn cái gì nó thành cái máu thịt xương của mình. Quý vị không tin mà giờ quý vị ra đi uống sữa dê coi, cái mồ hôi quý vị hôi có mùi dê. Chính tôi đã thực hành rồi, tôi đã thấy rồi. Thì Osama nói cái con dê đó nó dương, nó tốt lắm. Mà không ngờ uống vô là nó ra cái mồ hôi dê không. Còn mấy người ăn mặn cái gì đấy, cái phấn thúi vô cùng, chịu không nổi. Còn mấy người ăn cả lúc với mè, cái phấn nó không có thúi. Cái đó là thực hành của tôi mà. Ăn cái gì nó thành cái nấy. Mình ăn trâu bò heo chó thì cái thịt con chó nó thành cái máu của mình trở nên sân giận. Nhất là những người mà vô máu mới bị coi chừng đó. Máu thì có ba thứ là máu O, máu A, máu B vậy đó. Mà vô máu người khác mà nhiều khi cái máu nó đóng mình, mà những người đó không có tu, người ác, ăn thịt uống rượu này kia nhậu nhẹt này kia, vô trong máu mình nó thành ra máu mình. Cái gì để ý mấy người vô máu, con người nó thay đổi liền. Khoa học đâu có biết cái vụ đó, học chỉ biết là làm sao cho mình sống thôi, nhưng mà cái tâm là khác. Thành ra tôi thường nói có ba thân. Thân bên ngoài là mắt tai mũi lưỡi thân. Thân bên trong là các dây thần kinh. Thì 8 tiếng mới chết. Cái này khoa học không biết. Cũng như hôm trước mà tôi bệnh cái lỗ tai tôi bây giờ điếc. Mà lỗ tai tôi rất là tốt. Dưới này coi thì đi bác sĩ thủy và hoài thủy đó, thì có nói lỗ tai siêu rất tốt. Chưa khỏi cần uống thuốc, nó đâu có bệnh gì. Nhưng mà nó nhức vô cùng chịu không nổi. Tôi cũng không tin, khám ở đây rồi đi bác sĩ Nghĩa gì cũng nói không có bệnh. Lên tới bệnh viện Pháp Việt cũng vậy, nó có cái máy nó truyền lên cho mình thấy lỗ tai hoàn toàn tốt. Nhưng mà nó nhức không chịu không nổi. Rồi sau nhờ di thức tôi coi, rồi tôi mới coi bác sĩ giao cho mấy hình đó, thì đó là bệnh thần kinh thính giác. Cái này Tây y không biết trị. Nó không phải về cái thân thứ nhất mà là cái thân thứ hai. Cái thân chỗ cảm giác, cái này nó nhức chịu không nổi. Cũng như tôi từng nói gì, quý vị nhức cái răng thì dễ trị. Ăn nước đá vô nó ê cái răng, cái đó là cái thân bên ngoài. Còn nhức cái tủy răng thì phải nhổ lấy bỏ thôi chứ không cách nào hết. Là nó nhức cái lỗ tai này chịu nó không nổi. Nhưng mà tìm nguyên nhân là ăn đồ nóng thì cái dây thần kinh thấy giác nó sưng lên. Thì phải hạ nhiệt xuống chứ không có cách nào hết trơn á. Không thôi là phải massage nó, bấm những cái huyệt cho cái hơi nóng nó ra. Thì ông mình có nó coi trong cái Hoàng đế Nội Kinh làm cái nó hết. Nhưng mà còn cái thân thứ ba nữa. Trời ơi, cái thân này là thân của cõi trời sắc giới. Tức là sao mà tôi giảng, giờ tôi giảng cõi người trước. Rồi thân thứ ba là cái thân của ốc. Nó di thức đã nói lâu rồi mà tôi không hiểu. Tôi khó hiểu lắm. Bây giờ thanh tịnh rồi đi sâu cái mình hiểu. Tôi mới mượn bác sĩ giao cái đồ hình đó. Thì cái thân thứ ba là cái thân ở trên đỉnh này. Cái thân mà tư tưởng nó phát hiện, tư tưởng nó khôn lắm. Cái thân ngoài này là chưa có dây thần kinh. Kêu là sinh lý đó. Nó chỉ là cái cảm giác của ngạ quỷ. Tôi mới nói là cảm giác là dễ chịu, khó chịu, mà cái da, con mắt, tai là cái màng nhĩ, con mắt, không? Cái hột hột của lỗ mũi và cái gai của cái lưỡi. Cái đó đưa tới cảm giác ngạ quỷ. Nếu chúng ta hành động theo cái cảm giác lờ mờ này là chúng ta là ngạ quỷ. Không có tư tưởng. Rồi đưa tới cái đầu óc, rồi cái óc nó mới, cái đầu nó mới sửa, chưa có dây thần kinh óc nữa. Rồi qua tới khỏi người nó mới đầu có ý chí, là bắt đầu mới có dây thần kinh đấy. Thì cái này qua mới là có vấn đề. Thành ra vấn đề của luân hồi sanh tử đó là do con người, do tư tưởng của con người bắt đầu cải sửa.
Thì cải sửa mới có trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc, mới có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi mới có không vô biên, thức vô biên, vô sử, là đi vào cái thế giới chuyển nghiệp, chuyển cho tới cõi trời vô sắc và phi phi tưởng, tương tự như Như Lai, tương tự A-la-hán. Cao quá rồi, tự cao đâu còn tu gì nữa. Tới từng gặp Thái tử Siddhartha, ngài mới thấy cái chỗ hở. Rồi bây giờ hết thầy rồi, ngài phải tự tìm lấy mình làm thầy, con vô sư trí. Và nó trong kinh thường nói, thời buổi mạt pháp không có thầy thì các con phải đi vào vô sư trí. Tức là trong lặng lẽ sẽ tìm ra, tìm được, gõ mãi cửa nó sẽ mở. Nhưng mà gõ nhầm tứ thiền, tứ không thì chết nữa. Nó tương tự như Như Lai. Thành ra có đó kêu là ngũ âm mà. Nó thời buổi này là phải có người thọ ký. Mà ai đâu thọ ký? Có ma thọ ký chứ đâu có ai. Ai mà xưng Phật thời buổi này, xưng láng thời buổi này là láng dỗm. Mà là thời buổi này, thời buổi chết. Đâu có Phật, đâu có Như Lai, ai thọ ký? Cũng như Thanh Hải vô thượng sư cũng xưng là Như Lai đó, mà Như Lai đàn bà. Nghe thì mình giật mình, trời, thời buổi này mới có người đàn bà mà xưng là vô thượng sư. Chúng ta thấy là nó khó, và biết ai bây giờ. Thì thôi, nhất đế đi là đi mãi thôi, đừng có mong mục đích, đừng có gì hết, cứ đi thôi. Bây giờ theo cái tịnh độ thì chúng ta thấy nó hay hơn. Chỉ nhất niệm và phát nguyện Di Đà tiếp dẫn về giáo hội của ngài, tiếp tục tục vô đó thì khỏe thôi. Về đó nhất định là ngày đầu tiên là đắc quả nhập lưu liệu. Cũng như ở cõi này mà chúng ta gặp Phật Thích Ca, một nghe bài pháp một lần là đắc quả nhập lưu, người nào cũng vậy. Thì thôi, chúng ta trở lại. Thành đã vấn đề năm triền cái đầu tiên đó là tầm sát. Mà nổi cái tầm đó, niệm Phật đếm từ 1 tới 10 là trừ được hôn trầm và hoài nghi. Rồi đó tôi giảng lộn xộn cái chỗ này. Rồi tới sát là theo dõi tiếng niệm Phật. A-di-đà Phật, A-di-đà, khỏi đếm nữa thì trừ được cái nghi. Mà chúng ta nên nhớ có ba cái nghi ở tại coi chừng. Cái nghi đây đó là trong trạng thái lờ mờ, không phân biệt cái nào thiện, cái nào ác. Còn cái nghi thứ hai của nhập lưu đó là thiện ác đều bình đẳng. Cái người ngoài là cái nghi của người trời. Người trời thì có bổn phận, trách nhiệm và quyền lợi. Mà như thế nào là thiện, như thế nào là ác, cái gì cũng chưa chắc là biết được đó. Nổi cái người trời thôi đó. Nhưng mà Đức Phật ngài tài tình, ngài biết chúng sanh sau này kẹt. Tôi hỏi như thế nào là thiện, như thế nào là ác. Người qua tới nhập lưu rồi, thiện ác là khác hay là một thứ? Thì nhập lưu mới biết rằng thiện ác tuy là hiện tượng giới thì khác, bản thể thiện ác bằng nhau. Ăn cướp với Phật cũng bằng trên vấn đề Phật tánh thôi chứ không có khác. Thì cái đó nhập lưu mới thấy được. Thì cái này là thánh nhân. Còn cái này là người trời mà trời thiện. Thiện thì là trời mà không thiện thì là bốn đường ác. Chúng ta thấy là khó khăn. Còn tới Bồ Tát Thánh thì cái nghi lại khác nữa. Tới A-la-hán rồi thì cho là niết bàn tịch tịnh với chúng sanh đó, thì vô trong đó chúng sanh là giả tạm, mình cứu độ cái mốc gì. Nó bời bời làm sao cứu độ cho hết được. Mà không ngờ chúng sanh với cái niết bàn tịch tịnh nó đâu có khác nhau. Thành ra trong kinh có vấn đề tâm không thì vạn sự đều không. Thì đó là láng thôi. Mà tâm chân thì vạn pháp thải đồng quy chân. Nếu tâm chân rồi thì địa ngục cũng là Như Lai. Niết bàn tịch tịnh là láng, mà niết bàn tịch chiếu là Như Lai. Tịch chiếu tịch tịnh đâu có khác mà khác. Khác mà không khác. Thì thôi chúng ta bỏ qua cái đó. Giờ chúng ta trở lại. Thì chúng ta thấy cái tầm sát đó, thì cái sát là trừ nghi. Mà khi quý vị
mà khỏi cần niệm Phật nữa, quý vị khỏi cần đếm từ 1 tới 10 nữa, thì cái này trừ cái nghi mà nghi người trời là sao, là không biết cái nào là thiện ác. Đúng là bây giờ tôi hỏi quý vị cũng chưa chắc trả lời được. Thì thôi thì giờ nó không có, đúng là tôi hỏi từng người đó, quý vị nghe coi như thế nào là thiện, như thế nào là ác. Còn quý vị cho là thiện rồi người khác cho là ác, quý vị làm sao? Rồi quý vị cho là ác, người khác cho là thiện, quý vị nghĩ làm sao? Chẳng hạn như mình ăn chay là không giết loài thú, thì mình cho giết loài thú là ác. Còn những người không giết thú, nó không giết loài thú là ngu. Tôi đó tôi đi học bên Công giáo, mấy ông cha còn nói vậy mà. Chủ nhật ông rủ tôi ăn thịt cầy. Tôi không biết thịt cầy là cái gì, nó hỏi ông, tụi mày sao em ngu quá vậy, thịt cầy là thịt chó. Nó chó là sao kêu là cầy, bắt cầy nó kêu kêu là cầy tơ, tức là chó con á. Tôi nói thầy là tu mà sao thầy ăn thịt chó. Đức Chúa sanh ra loài thú cho mình ăn, ông ăn nó đầy đầy trời hết, đầy đất hết. Rồi ông học là tiến sĩ không, mình nể cái cấp bằng ông. Bây giờ chúng ta cũng vậy đó, nghĩ rồi cái này là Phật nói không được cãi. Nó tiến sĩ nói mình đâu có dám cãi. Tôi 30 ngày mặn. Mình nghĩ ông nói đúng. Thì loại thuốc mà không, nếu người người không ăn thì nó đầy đất hết trơn rồi đó. Vậy thì người ta đầy 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 trời hết, thì loại thuốc nó ăn thịt mình là phải. Sao mình kêu nó là ác thú? Mình vô rừng coi, thì loại thuốc nó con người ác lắm mà ăn thịt nó là phải. Không ăn nó đầy đất hết. Rồi sau này tôi thấy giết con gà, rồi tôi khổ đau thấy giết bò, tôi còn bắt đầu ăn chay trường luôn. Rồi sau nghe cái sư giảng là đọc cái đừng giết thú mới biết là có cái linh hồn, biết cái sự đau đớn của loài vật, nó cũng có cha mẹ, có anh em như mình. Tôi bắt đầu ăn chay trường. Rồi bây giờ đi sâu nữa tôi mới thấy là cái đúng. Như vậy thế nào là đúng, thế nào là sai? Mình ăn chay đó là đúng, thì mấy người ăn mặn họ cho họ là đúng, rồi cãi nhau rồi làm sao? Nếu mình không biết linh hồn là cái gì, chết là hết. Của Đức Chúa đã sinh ra loài thú cho mình ăn, mà tại mình dại dột, mình là chúa tể của muôn vật mà. Đức Chúa Trời nói vậy trong Thánh Kinh. Ông cháu nói mà đâu có dám cãi không? Đức Chúa nắng ra con người là chúa tể của tất cả muôn vật, thì Ngài sanh ra loài thú là để cho mình ăn. Trong kinh đâu biết có không? Ông cháu nói thì mình vậy thôi, mình tôi đâu có Thiên Chúa mà tôi biết kinh nó như thế nào, mà ông là chúa tể của kinh mà, của kinh thánh mà. Thì bây giờ ông đúng này mình đúng, mà ông là tiến sĩ, mình là học sinh học trò của ông. Chúng ta thấy không biết như thế nào là thiện, như thế nào là ác, khó mà phân biệt được.